อยู่กับรักที่เป็นแค่ได้บางบางให้เดินอยู่บนนั้นกลับตัวก็ไม่ทันถ้าพลังก็ตายแต่ทนไว้ก็เจ็บอยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลาจบไปอย่างชุ่มช้านับวันที่ได้จะขาดนับวันให้เธอลาจากฉันไปฮู้ฮู้ฮู้ไม่จงลำทัพไรคบในยกงสองไว้ตันอิวมาkiểu như là gian dối, kiểu như là lừa lọc mình, kiểu như là tình yêu mà hết yêu rồi á, thì giống như là mình đi trên một cái sợi dây mỏng manh vậy nè, mình đã lỡ bước lên đó rồi mình không quay đầu lại kịp, mà bước đi thì sẽ bị đứt, mà không bước thì lại đứng rung rung gặp vậy nè, như là rất là đau đớn à. Sawadee krap, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Chai Giang Quách Nguyễn, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tập hát nha. Tập hát nha. Bài hát tiếp theo mà ngày hôm nay mình lựa chọn để hướng dẫn cho mọi người hát cũng như là giải thích ý nghĩa, dịch nghĩa cái lời bài hát cho mọi người cùng biết, đó là Krắng nừng mây thửng tai. Krắng nừng mây thửng tai là một lần cũng không có chết được, một lần cũng không đến chết. Bài hát này của Won Clear, nhóm này là nhóm rất là nổi tiếng và được cộng đồng yêu nhạc Thái, nhạc rock Thái rất là yêu mến, yêu thích. Và cái bài Krắng nừng mây thửng tai này á, là nếu mà mọi người có xem cái chương trình là Club Friday Night, Club Friday the series của các nhà đài Thái Lan á, thì mọi người sẽ biết đây là nhạc chủ đề cho một season của Club Friday đó. Thì một lần cũng không chết, và cái nhạc mình rất là thích luôn với cái bài này, cũng như là cái lời, cái ý nghĩa rất là hay. Nhưng mà cái này thì mình được biết nha, bài hát này nè là Won Clear sáng tác cũng như là thể hiện đúng không? Và được biết á, cái chị ca sĩ là chị Thách, chị ca sĩ hát chính là tên là Thách, người ta mọi người hay kêu là Thách Clear, là Thách của nhóm Clear. Thì chị mới bảo là cái bài hát này dựa trên một cái lần mà nhóm trình diễn ở một quán bar, và biết được một cái câu chuyện của một kiểu như là một khán giả ngồi ở phía dưới nghe nhóm hát và khóc nức nở luôn. Thì chị đi xuống mới biết là kiểu như là cái người bạn nữ đó ngày hôm đó là thất tình và đến để nghe nhạc. Và khi mà nghe đến cái bài hát ngày hôm đó mà Won Clear thể hiện đó là Thanh Mườn Hệt Thổn, Thanh Mườn Hệt Thổn là trăm ngàn lý do. Thì cái ngày hôm đó thì các anh chị này thể hiện ở cái quán bar, cái quán bia đó, uống bia đó. Thì cái người fan, cái bạn nữ này mới khóc bù lu bù loa luôn. Và chị thách, chị xuống chị ngồi, chị động viên. Chị đi xuống chị ngồi vô cái bàn của, đó thấy không, bạn nữ khóc quá trời nè. Rồi sau đó chị hát động viên, hát đến cái điệp khúc của bài đó. Bạn nữ đứng dậy hát theo luôn. Thanh mên hết hồn. Cái bài này Thanh Mườn Hệt Thổn là hàng trăm ngàn lý do. Thanh Mườn Hệt Thổn là kiểu như là dịch xuông thì là trăm ngàn lý do, nhưng mà Thanh là ngàn, Mườn là chục ngàn, không lẽ dịch là ngàn chục ngàn lý do đúng không? Thì kiểu như là mình dịch tiếng Việt thì là trăm ngàn lý do. Có nghĩa là cái bài hát này thì nói về có một, khi mà một người con trai với một con gái yêu nhau mà cái người con trai bắt đầu chán rồi, có những cái biểu hiện chán á, nhưng mà nói hàng ngàn hàng trăm lý do luôn cũng không trúng với một cái lý do mà che giấu, đó là hết yêu. Dễ thương. Cái câu này mọi người nghe kịp không? Thúc khôn sồn xiển đăng đăng bọt nón khẩu qua, hay hả khôn mày hay đi quà đơm, gì đi quà máy. Có nghĩa là mọi người ơi, sồn xiển đăng đăng là động viên lớn lên cho em này nè, là đi tìm một người mới tốt hơn là cái người cũ, được không? Tốt không? Ý là bây giờ đừng khóc nữa, em hãy đi tìm cái người mới đi. Đó. Thành ra đây là một trong một cái kiểu như là một cái em, đây là một cái gọi là cái gì ta, một cái chất xúc tác, một cái dịp tình, một cái lý do, một cái cơn cớ mà để cho cái Thách Clear cũng như là Won Clear này á sáng tác ra cái bài hát là Krắng nừng mây thửng tai, là một lần cũng không chết, là dựa vào cái câu chuyện này. Có nghĩa là dù thất tình một lần rồi một lần nữa rồi một lần nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ chết được.
tình yêu nó không có giết chết được mình. Đó, cho dù mình thất tình bao nhiêu lần đi nữa, mình cũng không chết được. Cho nên đừng có tự làm tổn thương, hay là đừng có tự giết chính mình. Bây giờ mình bắt đầu tập hát nha. Câu đầu tiên. Phần mơ kỳ khăn thì thơ thầm phía sân nhà. ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจโง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัยร้อยผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญาผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญาผ่านมาล่ะจ่ายว่าKỳ khắng. Kỳ khắng là y như câu hỏi kỳ là bao nhiêu, mấy mọi người, khắng là lần, mấy lần. Thi thơ thăm phịt sẵn gia. Thơ là du, em, anh, ngôi thứ hai. Thăm phịt sẵn gia, thăm phịt là làm sai. Mà phịt sẵn gia là lời hứa. Sẵn gia là lời hứa, phịt sẵn gia là trái với lời hứa. Thì ý là đã qua biết bao nhiêu lần rồi khi mà anh đã thất hứa với tôi. Kiểu như vậy. ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจครั้งที่ร้อยร้อยละ100 lần thứ 100หรือครั้งที่ล้านล้านละ1 triệu hay là lần thứ 1 triệu ก็ยอมเข้าใจก็ยอมยอม là cố là chịu เข้าใจ là hiểu tôi cũng cố hiểuLần thứ 100, lần thứ 1 triệu luôn mà tôi vẫn cố hiểu cho anh. Ngô thi thôn dù tè manh rắc chừng dôm hay ập hay. Ngô thi thôn dù tè manh rắc chừng dôm hay ập hay. Ngô là ngốc, ngớt. Nếu mà mình ấy gọi là thô hơn nữa thì là ngu. Đó.Ngô thi thôn dù ngốc ngớt khi mà tôi cố chịu đựng. Thôn là kiểu như là mình chịu, cố chịu, mọi người chịu. Thôn dù là đang cố chịu, dù là thôn dù một cái gì đó kèm theo chữ dù thì thể hiện là đang, cái hiện tại tiếp diễn, có nghĩa là cái người này vẫn đang cố chịu trong cái mối quan hệ này. Tè manh rắc chưng dôm hay à thầy. Tè là nhưng, manh rắc là yêu.Chừng dồn hay ập hay, chừng là bởi vì, vì vậy chứ. Chừng là vì, dồn hay ập hay, dồn là chịu. Hay ập hay là tha thứ, ập hay. Hay ập hay là tha thứ. Bởi vì, nhưng mà do tôi yêu, cho nên tôi đã cố bỏ qua và tha thứ. À, hai câu này có nghĩa là như vậy. Trải qua biết bao nhiêu lần khi mà anh thất hứa với tôi.Lần thứ 100, lần thứ 1 triệu. Nhưng mà tôi vẫn cố để hiểu cho anh. Đó là bởi vì tôi ngốc nghếch. Bởi vì tôi yêu cho nên là tôi đã cố tha thứ. Prova rác mê say và sân mê ru rương rào. Trum trum trum. Sân nhìn gió mê thơ có yên đại chay thuốc rào.Khăng thì thâu rầy thì tổng rong hai thắng khơn. Thó qua rắc mây say qua sẵn mây rủ rương rào. Hơi R, rò rương hơi bị nhiều. Cho nên là mọi người từ từ chúng ta bị líu lưỡi. Thó qua sẵn, thó qua rắc mây say qua sẵn mây rủ rương rào. Thó qua rắc bởi vì yêuMay say qua sẵn mê ru rương rào. Không phải là bởi vì em không biết cái chuyện gì hết. Tôi không biết chuyện gì đâu nha. Bởi vì tôi yêu thôi, chứ không phải là vì tôi không biết chuyện gì cả. Rương rào là chuyện, chuyện này chuyện kia. Mê ru rương rào là không biết chuyện, những cái chuyện xảy ra. Rồi tiếp. Sẵn dinh dồn hayThơ có dinh đai chay thúc khào. Là sao? Sẵn tôi nè, dinh dồm hay. Là tôi mà càng cố chịu. Dồm hay, dồm hay là chịu cho. Nhưng mà có nghĩa là
chịu đựng. Thơ có duyên đai chai thuốc rào. Thơ là du á, anh là em, có duyên. Duyên là cái cấu trúc duyên rồi duyên là mọi người để ý nha. Duyên rồi duyên có nghĩa là càng càng, theo tiếng Việt thì có nghĩa là càng càng, tôi càng cố chịu thì anh càng được nước gì đó. Đai chay thúc crown là đai là được, chay là tim, thúc crown là tất cả mọi lần luôn. Càng càng được nước gì đó, được nước làm tới kiểu vậy. Khoảng thi thâu rầy thi tông rón hai tháng khuyên. Khoảng thi thâu rầy thi tông rón hai tháng khuyên. Khoảng thi thâu rầy, khoảng thi thâu rầy là lần thứ bao nhiêu rồi. Thi tông rón hai tháng khuyên, lần thứ bao nhiêu rồi mà tôi phải khóc. Rón hai là khóc, tháng khuyên là cả suốt đêm. Lần thứ bao nhiêu rồi tôi đã khóc suốt một đêm. Tự nhiên đi gọi là cam chịu rồi sau đó khóc. Cái người này là quá quỷ lụy trong tình yêu, thấy chưa? Dù có crack thịt bên khách đai băng băng, hay đến dù buồn nắng. Dù cặp rắc thịt bên khe đai băng băng, hay đến dù buồn nắng. Dù cặp rắc thịt bên khe đai băng băng, hay đến dù buồn nắng. Dù cặp rắc là dù là sống hay là ở, hay mình dịch như thế nào tùy mình. Nói chung là sống với một cái tình yêu dù cặp rắc. Thi bền khe đai bàng bàng, đai là sợi dây. Sống với tình yêu chỉ như một cái sợi dây. Khe đai bàng bàng. Bàng bàng là mỏng manh, nó kiểu như là bang là nó mỏng, kiểu vậy mọi người. Thì sống với một cái cuộc tình, ở với một cuộc tình, chung sống với một cuộc tình mà chỉ như một cái sợi dây mỏng manh. Hay đơn dù bồn nánh là đơn dù bồn nánh là đi ở trên đó, thì y như là để làm khiến cho mình phải tự đi ở trên đó vậy đó. Club tu có mấy thân thập lăng có tài, tật thốn quấy có chẹp. Club tu có mấy thân tha lăng có tài, tật thốn quấy có chẹp. Cái này ba ý nha. Club tu có mấy thân. Club tour là club là trở lại mọi người. Club tour thì có nghĩa tour là bản thân mình nè. Club tour là có nghĩa là quay đầu trở lại, mình thay đổi, mình thay quay đầu trở lại. Club tour có mấy thanh là không kịp, quay đầu trở lại cũng không kịp nữa rồi. Tha plắng có tai. Tha plắng là nếu mà sơ suất có tai là chết thì sẽ chết. Mà tè thôn quấy có chẹp, thôn là chịu đựng. Nãy giờ mình lặp lại cái từ này 2-3 lần rồi ha. Tè là mà hoặc là nhưng gì cũng được. Thôn quấy có chẹp là chịu đựng, thôn quấy có chẹp là đau. Cái đoạn này có nghĩa là ở với một cái tình yêu dù gặp rắc thịt bên khai đai băng băng, sống với một cái tình yêu như một mà nó chỉ như một tự một cái sợi dây mỏng manh thôi, thì giống như mình đi trên đó vậy đó. Quay đầu lại thì cũng không kịp, mà sơ suất một chút thì mình sẽ chết. Nhưng mà mình cố gắng, mình chịu đựng, mình đi trên sợi dây đó tiếp, thì mình sẽ là cái người đau, cái người bị nguy hiểm. Mình rất thích ý nghĩa của cái bài này luôn á. Dù gặp rắc thì rõ hay thừng quê là chộp bay giang sương xa. Nắp quân thì đai chắc khát, nắp quân thì thơ là cha sẵn bay. Dù gặp rắc thì rõ hay thừng quê là chộp bay giang sương xa. Dù gặp rắc cũng tiếp tục là sống với một cái tình yêu, ở với một cái tình yêu, tồn tại với một cái tình yêu. Thì rò hay thửng quê là chột bay. Thì rò là mình, rò là đợi chờ. Sống với một tình yêu mà mình đợi chờ, chỉ là đợi chờ thôi. Hay thửng quê là thời gian, cho đến thời gian. Chột bay, chột là kết thúc. Chột bay vàng sương xá. Sương xá là một cách chậm chạp. Sống với một cái tình yêu chỉ để đợi chờ cho nó kết thúc một cách chậm chạp.
Nắp quanh thi đai chặt hạt, nắp quanh hay thơ la chạc sẵn bay. Nắp quanh thi đai chặt hạt, nắp quanh hay thơ la chạc sẵn bay. Ồ, nắp là đếm, quanh là ngày, đếm ngày cái sợi dây sẽ đứt. Đếm ngày mà anh, mà em rời xa tôi. La chạc, la là kiểu như là mình, la là mình kiểu mình rời đi á, mình xin rút ra, mình rời đi. Nhưng mà la chạc ở đây thì kiểu rời đi á mọi người. La chạc sẵn tay, rời đi khỏi tôi, đi. Có nghĩa là nói chung là ở với một cái tình yêu mà chỉ để đợi chờ cho đến cái ngày mà kết thúc, là lúc đó tôi chỉ biết đếm cái ngày mà cái sợi dây này nó sẽ bị đứt, đếm cái ngày mà you sẽ phải rời tôi đi mà thôi. Chứ bây giờ là kiểu như là quá yêu rồi, không biết làm cái cách nào nữa, quá yêu rồi không có, kiểu như là không có dứt khoát được mọi người, chỉ đợi cho cái sợi dây nó tự đứt. Cái melody rất là hay luôn. Rồi tiếp tục tới câu này nè. Câu này kiểu như là cái linh hồn của cái bài này luôn, của cái ý nghĩa cái bài này luôn. Khơi đai nhìn qua rắc thăm rái manh mây thượng tài. Khơi đai nhìn qua rắc thăm rái manh mây thượng tài. Khơi đai nhìn qua rắc manh mây khơi đai nhìn qua rắc thăm rái manh mây thượng tài. Khơi đai nhìn là kiểu như là biết được á. Khơi đai nhìn là từng biết rằng, từng biết được là qua rắc thăm rái manh mây thượng tài. Rắc là tình yêu. Thăm rái là kiểu làm hại mọi người, làm hại. Thăm rái manh mây thượng tài là không đến nỗi chết, tài là chết, mây thượng là không đến chết. Là tôi từng có nghe được, là tôi từng biết được là tình yêu nó làm hại mình cỡ nào cũng không có chết, cũng không có chết được. Khơi đây nhìn qua chấm khe nãy có dân hải chày. Khơi đây nhìn qua chấm khe nãy có dân hải chày. Khơi đây nhìn qua chấm khe nãy có dân hải chày. Chấm là kiểu như là đau đớn, chẹp chấm, đau đớn. Khơi đây nhìn qua chấm khe nãy là chấm khe nãy là đau đến mức nào. Tôi từng có biết được là đau đến mức nào. Co dân hải chay, hải chay là thở nha mọi người, thì chúng ta vẫn thở mà thôi, đau đến mức nào thì chúng ta cũng thở mà thôi ha. Sẵn có thôn dù tà có mượn khôn tai thắng bên, tôi cũng chịu đựng, dù cũng đang chịu đựng, nhưng mà giống như là người thừa sống thiếu chết và khôn tai thắng bên là vừa chết mà vừa sống, vừa sống vừa chết luôn. Tôi từng nghe là yêu cỡ nào hay tình yêu sẽ không bao giờ làm cho mình bị chết, hay là tình yêu sẽ không khiến cho mình đau đớn, nhưng mà cũng không, mình vẫn thở được á, vẫn sống được. Nhưng mà ý là mình từng biết như vậy rồi, nhưng mà vẫn cố chịu đựng, và cũng giống như là người thừa sống thiếu chết vậy đó. Rồi tiếp tục điệp khúc quay lại. Dù cơ brak thì bên khai đai băng băng hay đơn dù bồn nan club tôi có mấy thân thập lăng có tài ta thôn quay có chè. Dù cơ brak thì rõ hay thừng quay là chộp bay yàng sương xa. Nắp quan thì đai chắc khát, nắp quan hay thơ là cha sẵn bay. Nói chung là mình thích cái đoạn điệp khúc này vô cùng. Sống với tình yêu mà kiểu như là gian dối, kiểu như là lừa lọc mình, kiểu như là tình yêu mà hết yêu rồi á, thì giống như là mình đi trên một cái sợi dây mỏng manh vậy nè, mình đã lỡ bước lên đó rồi mình không quay đầu lại kịp, mà bước đi thì sẽ bị đứt, mà không bước thì lại đứng rung rung gặp vậy nè, như là rất là đau đớn. Rồi tiếp tục. Khẽ khăng nâng khôn mây tài tum tum tum. Khẽ khăng nâng khôn mây thứng tài tum tum tum. Ít khăng nâng khôn mây tài chung chung chung. Ít khăng nâng khôn mây thứng tài. Khe khăng nâng, khăng nâng là một lần. Khe khăng nâng, khe là chỉ mọi người, chỉ có một lần. Khe khăng nâng chỉ một lần. Khôn mây tài, khôn là kiểu như là chắc là có thể. Mây tài là không chết. Chỉ một lần.
chỉ có thể là không chết đâu. Khe khắng nưng khôn may thượng tài, khắng nưng giống nhau mọi người, là một lần. Rồi, có câu thứ hai này cũng có nghĩa là khẳng định là một lần nữa cho những cái người mà thất tình, đó là khe khắng nưng khôn may thượng tài, một lần nữa, chỉ một lần cũng không có chết được đâu. Rồi, yệt khắng nưng khôn may tài, yệt khắng nưng khôn may tài, bây giờ là yệt, mới đây là khe là chỉ, yệt yệt khắng nưng là yệt là thêm á mọi người, thêm hoặc là nữa, thêm nữa kiểu vậy. Yệt khắng nưng là một lần nữa khôn may tài, thêm một lần nữa cũng mới chết đâu. Yệt khắng nưng khôn may thửng tài, thêm một lần nữa cũng không có đến chết đâu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần và mấy lần đi nữa thì mình cũng không có chết được. Tình yêu nó không giết được mình, chỉ có chính mình mới giết được mình mà thôi. Và câu cuối cùng, khơi đi in vừa ra tầm rai mình may thứng tài. Y như lặp lại cho mọi người nghe thấy luôn. Đã từng nghe rằng tình yêu nó làm cho chúng ta đau đớn nhưng mà không có thể đến mức chết được. Khơi đi in vừa ra tầm rai mình may thứng tài nha, mọi người nhớ nha. Đó là toàn bộ nội dung cũng như là cái cách hát mà mình đã dịch lời để cho mọi người cùng hiểu của bài hát là Khắng nừng mây thượng tài. Một bài hát thì về giai điệu mình rất là thích ha, và cái nội dung cũng khá là ý nghĩa nữa. Nói chung là ai đang thất tình mà nghe những cái bài này kiểu như là càng chẹp là càng đau, nhưng đau rồi sẽ thấm. Thêm một lần nữa cũng không chết được, một lần nữa rồi cũng không chết được, yêu bao nhiêu lần cũng không chết được. Cho nên là mà mình chỉ chết là do chính bản thân mình tự đâm mình thôi. Cho nên là mọi người hãy cố gắng lên, ai đang thất tình thì hãy cố gắng lên, và mọi người hãy xem những cái video clip tập hát nha của mình để cùng hát được tiếng Thái nha mọi người. Còn bây giờ thì mình phải nói là chào tạm biệt rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Mình sẽ dạy những bài hát mới nữa. Nếu như mọi người muốn mình hướng dẫn bài hát nào thì hãy để lại bình luận ở dưới comment nha. Còn bây giờ thì bye bye, sawasdee ka.